Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi đọc tất cả những cái thứ đấy như vậy để tôi tìm ra thử. Mục đích hồi đó còn trẻ mà, để tìm thêm thử là theo cái ông nào là tốt nhất. Vậy thôi. Và tôi phát hiện ra một điều là tất cả những ông tôi đọc á, đến cuối cuốn sách là chết hết rồi. Ông nào chết rồi. Mới đầu là nói rất ngon, phải không ạ? Nào là phải thế này, phải thế kia, triết lý mà, nghe rất hay. Nhưng mà cuối sách thì chết mất tiêu. Và tôi thấy rất là thất vọng về điều này. Thì một buổi chiều nọ, người bạn của tôi là người Nga tặng tôi một quyển Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Nga. Và tôi cũng đang ham tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống mà, cho nên tôi đọc, đọc đi, đọc lại, đọc tới, đọc lui, đọc hết tất cả các sách. Và tôi phát hiện ra một điều, ở cuối mỗi sách nói về cuộc đời Chúa Giêsu luôn nói về sự Ngài sống lại. Wow, tuyệt vời. Cho nên tôi rất thích câu nói của một sự cầm hồi nãy, nghe rất là đã trong tâm hồn. Sự Chúa Giêsu sống lại là một sự kiện vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người, không có từ trước đến nay. Thật sự anh chị. Và từ cái chỗ này tôi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nói Chúa ơi, hồi đó tôi tâu cái tin Chúa, tôi chỉ nói như vậy thôi. Ngài đang sống, Ngài sống lại, thì chắc chắn Ngài có thể đáp ứng được nhu cầu của con. Vì Ngài là đấng quyền năng, Ngài cầm được, giữ được, làm chủ được sự sống của Ngài, thì Ngài có quyền năng. Và cuộc đời tôi lúc đó anh chị em, nó có một cái khoảng trống mênh mông trong tâm hồn, một cái sự vô nghĩa trong đời sống, một cái điều mà mình giữa một cái xã hội đang sụp đổ ở bên Liên Xô, rồi giống như là bị mất phương hướng, và chúng tôi không biết để phải sống tiếp theo như thế nào, làm gì trong cuộc sống mình, đầy dẫy những sự vô nghĩa. Rồi chưa hết đâu anh chị em, khi chúng ta sống một cuộc đời vô nghĩa, chúng ta sẵn sàng lăn xả vào vô số thứ tội lỗi. Chúng ta như con thiêu thân, để sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, miễn là đem lại một chút niềm vui thôi. Tôi không biết rằng anh chị em ngồi đây có đã từng trải như vậy chưa. Nhưng đôi khi như tôi nói đó, cuộc sống của mình có rất nhiều những thời kỳ, những giai đoạn khác nhau. Và Chúa dùng những cái cảm xúc đó, lạ lùng đó, những cái thăng trầm đó để đưa chúng ta trở lại gặp Chúa, trở lại để biết Chúa qua quyển Kinh Thánh này. Và rồi khi mà tôi đọc đến cái chỗ Chúa Giêsu sống lại đó, tôi suy nghĩ. Và một buổi chiều nọ anh chị em, một buổi chiều nọ tôi đi vào trong góc nhà, tôi nói với Chúa: Chúa Giêsu ơi, con thấy trong Kinh Thánh ghi rằng Ngài đã sống lại, và nếu Ngài sống lại thì chắc chắn Ngài có thể biến đổi cuộc đời của con. Ngài có thể thay đổi được, đáp ứng được những cái nhu cầu thầm kín ở trong tấm lòng. Tôi chỉ cầu nguyện như vậy anh chị em. Và tôi đi nghỉ. Nhưng anh chị em biết không, một điều lạ lùng mà ngày hôm nay tôi muốn nói với tất cả anh chị em đang ngồi đây. Cũng có thể trong số anh chị em đang ngồi đây có những anh chị em đang phân vân rằng mình có nên tin Chúa hay không, mình có nên theo Chúa Giêsu hay không, lý do gì mình phải tin theo Chúa Giêsu. Thì bằng kinh nghiệm cuộc sống của mình, tôi muốn nói anh chị em rằng Chúa Giêsu có thể cho chúng ta sự sống và thay đổi và đáp ứng tất cả những nhu cầu gì về hồn, về xác, về cái sự thấy được, không thấy được, vô hình, hữu hình trong đời sống của mình. Bằng kinh nghiệm tôi nói với anh chị em như thế. Khi tôi cầu nguyện xong thì sáng ngày hôm sau thôi, thưa ông bà anh chị em, cuộc sống của tôi, suy nghĩ của tôi, tất cả những tội lỗi của tôi, tất cả những điều đang làm gánh nặng trong cuộc sống của tôi hoàn toàn biến mất. Chỉ sau một lời cầu nguyện đơn giản. Và sau này tôi mới nhớ lại một điều rằng Kinh Thánh chép rằng hễ bất kỳ ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì người đó lập tức được cứu. Lạ lùng.
anh chị em hôm nay đến đây với rất nhiều những nhu cầu trong cuộc sống khác nhau. Cuộc sống có rất nhiều thứ tạo lên những áp lực vô hình, hữu hình, không ạ? Gia đình, kinh tế, tài chính, thân thể, sức khỏe, rất là nhiều thứ. Và dĩ nhiên con người luôn luôn đi tìm kiếm câu trả lời cho nhu cầu của mình. Vâng, con xin ngắt lời mục sư một chút ạ. Vâng, vì cớ công việc của các vị lãnh đạo cho nên là chưa đến kịp lúc đầu giờ được. Nhưng mà các vị đã đến trong giờ này và cũng có lẵng hoa để đến chúc mừng đại hội của chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, rất là cảm ơn quý vị thật sự là đã quan tâm đến cái chương trình của chúng ta. Và họ rất là mong mà đến, thế nhưng mà vì cớ công việc đến trễ một chút. Và sau đây tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Hòa, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ thị trấn Tiền Hải nên có lẵng hoa để chúc mừng cho đại hội của chúng ta. Chúng ta cho một tràng pháo tay, xin mời ông lên sân khấu. Và xin mục sư Nguyễn Văn Cầm, mục sư giáo nhạc trưởng sẽ lên để đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các quý vị. Và chúng ta cho một tràng pháo tay nữa. Vâng, xin cảm ơn đoàn ạ. Vâng, xin cảm ơn đoàn. Xin bạch cho hội thánh cảm ơn ông Nguyễn Minh Hòa, Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiền Hải, cũng như đại diện cho tất cả các vị đại biểu, đại diện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân huyện Tiền Hải, Công an thị trấn Tiền Hải, và đã đến đây chúc mừng với chúng tôi. Chúng tôi nguyện Chúa ban cho quý vị sự khôn ngoan, mạnh khỏe, và lãnh đạo thị trấn chúng ta trở thành một quê hương giàu mạnh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và lời chào trân trọng nhất. Vâng ạ, xin mời mục sư sẽ tiếp tục. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Vâng, chúng ta cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em chúng ta, cho tất cả anh chị em đang có mặt ở nơi này. Vâng, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho các cấp chính quyền, các vị lãnh đạo đã quan tâm đến đời sống đức tin của chúng ta. Amen chứ. Ta xin Chúa ban phước. Dạ, cảm ơn Ngài. Vâng, tôi cảm ơn Chúa vì chúng ta được tiếp tục câu chuyện. Và câu chuyện tôi muốn kể một chút xíu về câu chuyện để làm gì. Mục đích tôi muốn nói một điều thôi anh chị em: Chúa cứu tôi được thì Ngài cũng cứu anh chị em được. Dạ, chắc chắn là như vậy. Cho nên đến buổi chiều hôm nay đừng có ai thất vọng và nói rằng chắc đời sống của con không còn cơ hội rồi. Không có chuyện đó đâu. Chúa Giêsu chúng ta làm được mọi sự. Ngài chữa lành mọi bệnh tật, Ngài đuổi được mọi con quỷ, và không năng đề nào Chúa Giêsu không làm được. Chỉ tin mà thôi, đừng sợ. Amen. Cảm ơn Ngài. Và tôi tiếp tục câu chuyện. Sau khi cuộc sống tôi thay đổi và tôi biết rằng tạ ơn Chúa, Ngài đã tìm và cứu con, Ngài đã cho con biết ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng Chúa ơi, đó là sự thay đổi từ trong con. Nhưng mà Chúa lại Chúa ơi, con muốn biết Ngài, con muốn rờ chạm Ngài, con muốn thấy Ngài, con muốn kinh nghiệm Ngài. Vì sao? Vì Ngài là đấng sống. Chúng ta không thể nói mình sống với một đấng sống mà không biết, không rờ, không chạm, không thấy, không nhìn Ngài, anh chị. Đó không thể nào gọi là kinh nghiệm với đấng sống. Chúa đã sống lại. Chúa đang sống trong đời sống chúng ta. Chúa đang sống trong hội thánh của Ngài. Chúa đang điều hành cả vũ trụ này. Chúa đang giải cứu từng con người. Thì mỗi một con người tin Ngài phải rờ chạm được Ngài. Amen chứ. Và đó, tôi bắt đầu tìm kiếm Ngài. Tôi cầu nguyện. Tôi quên ăn, quên ngủ. Hồi đó mình còn sinh viên mà. Thậm chí tôi nói anh chị em, tôi lên giảng đường để nghe bài học. Thì ông giáo sư ông giảng 45 phút rồi, ông nói rung chuông cái chua hết tiết rồi. Tôi sực tỉnh ra không biết là mình vừa nghe cái gì. Chẳng biết gì. Hoàn toàn suy nghĩ về cái điều mình vừa kinh nghiệm. Và tôi tìm kiếm Chúa 6 tháng trời. Ngày nào cũng tìm kiếm Ngài, ngày nào tôi cũng quỳ gối, tôi nói Chúa ơi con muốn biết Ngài. Chúa ơi con muốn biết cái đấng mà con vừa đọc ở trong quyển kinh thánh này Chúa. Con không thỏa mãn khi con nhìn Ngài trong những trang sách này Chúa. Con muốn biết rờ chạm Ngài bằng xương, bằng thịt, bằng tất cả mọi giác quan, và con người bề trong của con phải cảm nhận được Ngài Chúa. Xin Chúa thương xót và tỏ Ngài cho con. Sau này tôi mới hiểu một điều anh chị. Ai yêu mến ta thì cha ta sẽ yêu quý người đó. Và
chúng ta sẽ đến ở trong người, tỏ cho người biết ta. Cho nên chị em, con đường để biết Chúa là phải yêu kính Chúa hết linh hồn. Chỉ có cách đó thôi. Và rồi 6 tháng trôi qua, và một buổi chiều nọ rất bất thình lình, tôi đang quỳ gối xuống trên giường và tôi cũng lặp lại lời cầu nguyện như vậy: Chúa ơi, hãy đầy dậy, chạm đến con, hiện ra cho con, nói vào lòng con, phán cho con, cho con cảm nhận được Ngài, Chúa Giêsu đấng phục sinh ơi, hãy đến bên con. Tôi nhớ đó là một buổi chiều năm 1994. Dạ, thầy anh chị em, bất thình lình, rất bất thình lình, một điều gì đó từ trời bước vào phòng của tôi. Tất cả các rèm cửa lúc đó đóng kín, tất cả các rèm cửa rung rinh, rung chuyển. Giường tôi đang quỳ rung chuyển luôn. Tất cả mọi thứ chuyển ra rất là nhanh. Trong vòng vài chục giây đồng hồ thì hoàn toàn con người mình biến sang một trạng thái khác. Đó, biến sang một trạng thái khác. Hình như tôi nhớ lại mường tượng là mình đang được đưa vào một không gian khác, một thế giới khác. Và nơi đó anh chị em à, lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong tâm linh cặp mắt nhân từ của Chúa Giêsu. Tôi không thể nào quên cặp mắt yêu thương, nhân từ, đầy lòng thương xót, đầy sự triều mến này đang nhìn tôi. Và tôi bắt đầu khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khóc với Đức Chúa Trời của tôi. Vì trước đây tôi là người vô thần mà. Cho nên bây giờ tự nhiên mình khóc với cái đấng mình thờ phượng. Mình cảm thấy Ngài rất là gần ở trong căn phòng của mình. Và trong trạng thái đó, con người tôi hoàn toàn biến đổi thành một con người khác. Giọng nói nó nói to không thể tưởng tượng được. Tôi đang ở lầu 5 mà lúc đó tôi thờ phượng Chúa, tôi nói tôi khóc la đến mức độ dưới tầng 1 họ còn nghe nữa, trong khi cửa này đóng kín. Không hiểu nổi cái năng lực gì ở bên trong như thế. Và tôi được đưa vào một cái thế giới khác. Nơi đó tôi gặp gỡ Chúa Giêsu. Nơi đó lần đầu tiên tôi biết thực sự Chúa Giêsu đã đổ huyết cho tôi trên thập tự giá. Lần đầu tiên tôi biết rằng vì Ngài yêu tôi cho nên Ngài đã chết trên thập tự giá vì tôi. Thưa ông bà anh chị, lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu này. Và nó diễn ra trong vòng 5 phút, 6 phút như vậy, hay là bao lâu tôi không nhớ. Nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy tôi nằm ở dưới sàn. Nằm ở dưới sàn. Và nó khát nước không thể tưởng tượng được anh chị. Nó khát đến mức độ mà tôi nói, tôi gọi anh bạn cùng phòng chạy ra ngồi toilet lấy ngay một ấm vào và tôi uống sạch một ấm đó. Rồi ngồi thở. Và cũng không hiểu được điều gì đang diễn ra. Vừa mường tượng rằng mình đang đi một cái chuyến du hành rất là xa và bây giờ vừa trở về. Và tôi nói đúng rồi Chúa ơi, con thấy Ngài quá gần gũi rồi. Con thấy Ngài chính trong tâm của con rồi. Con đã rời chạm, đã nắm được Ngài rồi. Lạy Chúa Giêsu tuyệt vời. Và tôi quỳ gối xuống giường, tôi nói cảm tạ Ngài đã đến thăm viếng. Và cái điều đó lại đến một lần nữa. Tôi nói thôi chấm dứt từ từ, hết sức từ từ. Tôi ngồi tôi nghĩ lại anh chị em. Và sáng ngày hôm sau, tôi ngủ đêm hôm đó, anh chị em biết điều gì không? Sáng ngày hôm sau, tôi không thể ngồi ở nhà mà không chạy đi nói về Chúa Giêsu cho người khác. Không thể. Hoàn toàn trong một cảm xúc, trong một niềm đam mê. Nó giống như là một con người bất bình thường ở một hành tinh khác đang sống chạy trên trái đất này. Và tôi viết 100 tờ giấy bằng viết tay, nói về Chúa Giêsu, nói về tình yêu của Ngài. Tôi đem ra tôi nói với mọi người rằng: mọi người ơi, hãy đến đây mà lấy về mà đọc, tôi gặp Chúa Giêsu hôm qua. Mọi người nói tôi thằng này đã tâm thần nặng rồi. Đấy là cái cảm giác đầu đời mà tôi thấy. Thưa quý anh chị em, kể từ ngày hôm đó tôi thực sự trở thành một người cuồng tín cho Chúa Giêsu. Tôi cuồng đến tận ngày hôm nay luôn anh chị em. Tôi đứng trên bục giảng này tôi cũng nói thành thật với anh chị em, tôi rất cuồng tín với Chúa Giêsu. Dạ, đó là sự thật. Cuộc đời tôi không nói gì khác nói về Chúa Giêsu, không nghĩ gì khác ngoại trừ nghĩ về Chúa Giêsu, không làm gì khác ngoại trừ làm những việc cho Chúa Giêsu. Bởi vì sao? Tình yêu của Ngài đã cuốn hút trái tim của tôi. Sự vinh quang của Ngài đã che lấp tất cả những vinh quang khác trên cuộc đời của tôi. Bằng cấp, tiền bạc, ngợi,
tiếng khen, tiếng vỗ tay, danh vọng, địa vị, tất cả mọi thứ trên đời so với vinh quang của Chúa là rơm, là rác, không còn giá trị nữa. Thưa anh chị em, tôi nói những điều đó để khích lại anh chị em rằng tôi cũng như anh chị em là những người tin Chúa Giêsu, đang ở trong một cuộc đua, đang ở trong một mảnh vườn của Đức Chúa Trời. Tôi và bạn chị em, ai ai cũng muốn cuộc đời mình có kết quả, có phải anh chị em? Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn cuộc đời mình có kết quả. Ai cũng muốn mình đạt kết quả đó. Không ai ngồi đây trong chúng ta bình thường mà lại nói rằng tôi muốn cuộc đời tôi thất bại, tôi muốn cuộc đời tôi lu mờ, tôi muốn cuộc đời tôi vô tích sự. Không ai nói câu đó. Tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi muốn nói với anh chị em một điều như thế này: tất cả những gì chúng ta đầu tư cho cái thế giới ngắn hạn này, 50 năm, 60 năm, 70 năm này, cực kỳ là ít giá trị. Cho nên tôi và bạn chị em hôm nay, tôi khích lệ tất cả chúng ta hãy đầu tư cuộc đời mình vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, và những kết quả của chúng ta sẽ còn lại đời đời. Thưa bạn chị, đó là điều mà chúng ta cần. Và điều mà tôi muốn nói buổi chiều ngày hôm nay chính là ở chỗ đó. Anh chị em đến đây, tôi biết có rất nhiều nhu cầu khác nhau, bệnh tật, đau yếu, những nan đề trong gia đình, rồi trong chức vụ, trong cuộc sống, trên con cái, trên sức khỏe, trên công ăn chuyện làm. Tôi biết anh chị em có những vấn đề đó. Nhưng tôi lại nhìn xa hơn một chút. Tôi muốn Chúa giải quyết những điều đó cho anh chị em, không phải để anh chị em tiếp tục sống cuộc đời ngắn hạn trên đất này, nhưng tôi muốn Chúa giải quyết những điều đó cho anh chị em, để anh chị em phó dâng cuộc đời ngắn ngủi của anh chị em cho vương quốc của Đức Chúa Trời, để anh chị em sống cho Chúa Giêsu, kết quả cho Chúa Giêsu, hiểu được nhiều linh hồn và làm vinh hiển Chúa trên đất này. Amen anh chị em. Đó là mục đích, đó là mục đích. Rất nhiều người tìm kiếm sự chữa lành, sự giải cứu, sự thịnh vượng, sự giải quyết vấn đề, để rồi tiếp tục sống cuộc sống của mình. Tôi nói rất là phí, phí vô cùng. Chúng ta đừng nhận ơn của Đức Chúa Trời rồi lại để sống cuộc đời trên đất này. Chúng ta nhận ơn của Chúa để sống cuộc đời của thiên đàng trên đất này. Và nói như Richard Bonnke ông nói, tôi rất khích lệ lời của ông. Ông nói: anh chị em hãy nghĩ đi, một người phàm như chúng ta mà được làm việc của thiên đàng, đó là một đặc ơn lớn nhất trên cõi đời này. Amen. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Giêsu. Vì vậy tôi lấy một câu chuyện ở trong Ma-thi-ơ chương 20 để tôi bắt đầu sứ điệp buổi chiều hôm nay, để khích lệ anh chị em mình, phải không ạ? Ma-thi-ơ chương 20, anh chị em có lẽ đã đọc và quen thuộc câu chuyện, nhưng chúng ta hãy xem một vài khía cạnh ở đây để chúng ta nhìn thấy được chúng ta sẽ kết quả trong vương quốc của Ngài như thế nào. Làm sao để chúng ta kết quả trong vương quốc của Ngài? Đây là chỗ mà chúng ta cần cùng nhau học hỏi. Hai anh chị em ha, tôi sẽ đọc đây. Vả nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho của mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng: các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm y như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, người chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi: sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng: vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng: các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Câu 8, đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng: hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt đến người đầu. Những người làm công mướn từ giờ thứ 11 đến, lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh nhiều hơn, xong họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê. Khi lãnh rồi thì lầm bầm cùng chủ nhà mà rằng: những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ chịu mệt nhọc cả ngày và gian nắng. Xong chủ trả lời:
cho một người trong bọn họ rằng: Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu. Ngươi há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi. Ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng những như đã trả cho người ngươi vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay ngươi thấy ta tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu, và những kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Tôi muốn tất cả anh chị em mình cùng nhau suy ngẫm một chút về câu chuyện này. Mặc dù có thể nó quen thuộc với anh chị em mình, anh chị em đã đọc đi đọc lại, nhưng buổi chiều hôm nay tôi cậy ơn Chúa để nói một chút. Tôi cho rằng đây là sự bày tỏ mà Đức Chúa Trời đã dạy dỗ chính riêng tôi. Tôi chia sẻ cho anh chị em để chúng ta nhìn thấy được cái cách thức mà chúng ta có thể kết quả và nhận được phần thưởng ở trong vương quốc của Ngài. Tôi và bạn chị em muốn kết quả trong đời sống, và kết quả đó chính là phần thưởng. Chúa Giêsu đã nói rất nhiều câu chuyện về vương quốc thiên đàng. Vương quốc thiên đàng như một người đi xa gọi đầy tớ đến, phải không? Giao bạc cho và làm lợi ra. Cho nên vương quốc thiên đàng, chúng ta có thể nói đó là một nơi để làm việc nữa nha anh chị. Sự cứu rỗi, sự hưởng ân huệ, tốt, rất tuyệt vời. Nhưng đó cũng là nơi để tôi và bạn chị em đầu tư cho cõi đời đời. Đó là cái chỗ mà chúng ta suy nghĩ, phải không ạ? Vả nước thiên đàng như một người chủ nhà kia tảng sáng ra để mướn người làm công cho vườn nho của mình. Làm việc. Cho nên đôi khi á, cái truyền thống tin lành chúng ta là gì ạ? À? Wow, tôi được cứu rồi. Tôi được tái sanh rồi. Ok rồi, tôi được chích ngừa thuộc linh rồi, tuyệt vời. Và chúng ta dừng cuộc sống mình ở đó. Anh chị em ơi, không lẽ lên thiên đàng anh chị em muốn lên hai tay không sao? Chúng ta phải dành thời giờ trên đất này để đầu tư cho của cải thật của chúng ta trên thiên đàng. Tôi nói đó là người sống không ngon. Người sống không ngon. Cho nên cách đây 30 năm, từ ngày tôi gặp Chúa Giêsu, tôi cuồng tín cho những công việc của thiên đàng. Bởi vì tôi biết rằng càng lao động cho vương quốc Đức Chúa Trời ở trên đất này thì tôi có cơ hội để được lãnh phần thưởng của Chúa tôi trên thiên đàng. Tôi sống cho cõi ngày mai, cho cõi đời đời, cho cõi đời sau. Chúng ta không đầu tư vào sống cho cõi đời này, anh chị em amen không ạ? Đó là chỗ tôi muốn khích lệ anh chị em buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta phải dẹp đi những cái truyền thống mà được cứu, được chích ngừa thuộc linh. Ôi tôi được cứu xong, tôi sống một cuộc sống bình thường, không khác gì tất cả mọi người kia. Chỉ khác ở chỗ là chủ nhật tôi có đến ngồi ở nhà thờ. Cuộc sống như vậy rất đáng tiếc. Và thưa anh chị em, qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy sao ạ? Có ba loại người làm công cho vườn nho. Ba loại người phải không ạ? Loại đầu tiên, hai loại ở giữa thì giống nhau, và loại cuối cùng là muộn màng, loại đầu tiên sớm nhất. Anh chị em có bao giờ mà nhà mình cần phải sửa sang cái gì, xong rồi đi ra một con đường người ta gọi là chợ lao động để mình chọn không? Đúng không? Đi ra có người cầm cuốc cầm sẻng đứng ở đây không? Cầm bay cầm kìm búa đứng sẵn rồi. Chúng ta nhìn xem anh nào thấy mặt mày sáng sủa, cơ bắp cuồn cuộn, và chỉ cái về làm giúp tôi cái nhà này kìa, về sửa giùm cái ống nước này các đó. Ngày xưa nó có cái dạng đó, đi ra chợ để mướn những người họ thiếu việc, không ạ? Thì chúng ta suy nghĩ một chút ha. Nếu chúng ta trong hoàn cảnh đó, chúng ta đi ra chợ, thì anh chị em có chọn cái người mà cụt tay cụt chân về làm không? Chắc chắn là không. Anh chị em có chọn cái người mà tâm thần không bình thường về nhà mình làm không? Không. Anh chị em phải chọn cái người sức khỏe đảm bảo tốt nhất, mặt mày sáng sủa trước, đúng không ạ? Đó là chỗ chúng ta suy nghĩ. Chọn trước. Và người chủ này cũng giống vậy thôi, khác gì đâu. Ông đi ra và ông chọn lựa những cái người khỏe mạnh trước, những cái người lịch lãm trước để làm. Anh thêm phải hiểu rằng câu chuyện này Matthew viết cho người Do Thái, viết cho những người mà họ sống theo luật pháp, viết cho những người mà được Đức Chúa Trời chọn lựa họ từ ban đầu.
họ là dân tuyển của Chúa. Phải không ạ? Họ được Chúa chọn lựa một cách rất là đúng pháp luật, đúng cái lời hứa do tổ phụ Abraham để lại. Nhưng anh em hãy suy nghĩ một chút về những người sau. Những người sau là những người mà đứng tới trưa không có ai chọn hết trơn. Rồi thậm chí là đứng tới chiều muộn rồi, 5 giờ chiều rồi cũng không ai lựa hết. Anh em hãy suy nghĩ đến những điều đó. Tại vì sao vậy? Họ có một số những khiếm khuyết. Họ có một số những khiếm khuyết, cho nên không ai mướn hết. Nhưng ông chủ này lại đối xử khác à. Tôi không hiểu rằng anh chị em trên cõi đời này có gặp ông chủ nào giống ông chủ trong câu chuyện này không. Nhưng tôi cho rằng Chúa Giêsu chúng ta có cái tâm tình của ông chủ này. Có thể anh chị em ngồi đây anh chị em nói rằng: Chúa ơi, tuổi con lớn rồi, con 80 rồi, năm nay 90 rồi, làm gì nữa Chúa? Có thể anh chị em nói như giống như người này: bây giờ 5 giờ chiều rồi, nhân công chuẩn bị dọn đồ để trở về rồi, làm gì nữa, muộn rồi Chúa. Nhưng mà không đâu. Hãy luôn khao khát trong lòng để được làm việc anh chị em ạ. Hãy luôn khao khát trong lòng để được phục vụ vương quốc Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Dù anh em 90, 80 cũng phải luôn khao khát được phục vụ Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Đây là chỗ chúng ta nhìn thấy. Và anh chị em xem ha, tôi muốn nói một điểm nữa. Cái người đầu tiên đó thỏa thuận ký hợp đồng đàng hoàng. Nhưng cái loại người thứ hai, thứ ba đó thì Chúa lại nói sao ạ? Vô làm đi, ta trả công phải cho. Rồi cái người 5 giờ chiều thì Chúa nói vô làm đi, cũng không thỏa thuận trả công hay không trả công. Nhưng mà những người đó có từ chối làm việc không anh chị em? Không. Như vậy những người sau đó họ làm việc trong vườn nho của Đức Chúa Trời theo cái gì? Lòng tin cậy. Lòng tin. Nhiều khi chúng ta phạm phải chỗ này. Chúng ta hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con phục vụ Chúa nè, Chúa phải đáp ứng cho con điều này, điều này, điều này nè. Con bỏ tất cả mọi thứ cho Chúa nè, Chúa phải cung cấp cho con nhà, cửa, xây cộ, tất cả mọi thứ nè. Ôi Chúa ơi, con làm điều này nè, Chúa phải cho con điều kia nè. Nhưng anh chị em ơi, đó không phải là tinh thần làm việc trong vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta làm việc trong vương quốc Đức Chúa Trời vì cớ chúng ta yêu và tin cậy Chúa Giêsu của chúng ta. Tôi nói với anh chị em rằng chúng ta không thể phục vụ Chúa Giêsu nếu như chúng ta không chạm đến tình yêu của Ngài. Đó là sự thật. Anh chị em coi cái người làm việc lúc 5 giờ chiều xem. Tôi chắc chắn cái người làm việc lúc 5 giờ chiều này, ông có một cái tâm tình sao ạ? Lạy ông chủ, tôi rất cần việc, tôi cần lắm, ông sai tôi cái gì tôi cũng làm hết mình luôn. Và thậm chí tôi làm rồi, ông muốn trả tôi bao nhiêu thì trả, chứ tôi cũng không cần quan tâm đến cái chuyện là ông phải đôi co cái chuyện tiền nong, chuyện trả công cả. Phải không ạ? Đó là chắc chắn rồi. Cho nên tôi nói với anh chị em, trong cuộc sống của tôi cũng kinh nghiệm, nếu anh chị em muốn Chúa tuyển dụng, anh chị em cần xây dựng mối quan hệ tin cậy mật thiết với Chúa Giêsu. Đó là đầu tiên. Cho nên tôi hay nói với tất cả mọi người, đạo của Chúa không phải là việc làm, nhưng đạo của Chúa là mối quan hệ. Anh chị em cứ có mối quan hệ mật thiết với Chúa đi. Anh chị em cứ thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, tin cậy Chúa đi. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu sẽ tuyển anh chị em vào vườn nho của Ngài. Bất chấp học thức của anh chị em, bất chấp tuổi đời của anh chị em, bất chấp tình trạng sức khỏe của anh chị em, bất chấp anh chị em là nam hay nữ, già hay trẻ, hễ anh chị em yêu Chúa Giêsu, Ngài luôn tuyển dụng anh chị em vào vườn nho của Ngài. Đây là chỗ mà chúng ta cần phải lưu tâm anh chị em ạ. Tôi biết tất cả anh chị em mình ngồi đây ai cũng muốn được Chúa dùng. Tôi nghe câu này hàng ngàn lần: lạy Chúa giúp con. Rồi đến: mục sư ơi, cầu nguyện cho con, con muốn được Chúa dùng, con muốn được Chúa sử dụng, con muốn được Chúa ban ơn, con muốn được Chúa thế này thế nọ thế kia để con được làm lợi cho vương quốc của Ngài. Nhưng anh chị em, mối quan hệ với Chúa nó quyết định cái điều anh chị em được tuyển hay không. Chắc chắn là như thế.
buổi chiều hôm nay. Anh chị em yêu quý ơi, hãy dành thời giờ. Dành thời giờ. Một lần nữa tôi nói lại với anh chị em, hãy dành thời giờ để dâm thấm mình trong mối quan hệ riêng tư với Chúa mỗi ngày. Thời gian ở trên đất này ngắn ngủi lắm. Tôi nói với ông bà anh chị em, chúng ta không biết điều gì xảy ra vào ngày mai. Chúng ta không thể biết ngày mai mình còn được làm việc không, mình còn được đi lại không, mình còn được thở không. Không biết ngày mai mình ngủ trên giường mình có thức dậy được hay không. Không ai biết, chỉ Chúa biết. Cho nên sứ đồ Phaolô mới nói rằng là gì? Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Khi chúng ta còn ngồi đây, còn hít, còn thở, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con rất cần Ngài. Lạy Chúa, con cần Ngài. Lạy Chúa, cuộc sống con ở trong Ngài. Lạy Chúa, phần thưởng con ở trong Ngài. Tiền công của con ở trong Ngài. Ngài là đấng tạo tài sản cho con trong cõi đời đời. Lạy Chúa, con cần Ngài. Ngài là đấng khiến cho đời con trở nên có ý nghĩa. Lạy Chúa, con cần Ngài. Chúng ta hãy cứ thờ phượng Chúa bằng cả trái tim. Chúng ta hãy cứ nói với Chúa những lời yêu thương đầy đầy những cái cảm xúc. Đừng bao giờ ngại ngùng, đừng bao giờ tiếc lời. Thờ phượng, tôn vinh, thể hiện tình cảm với Chúa. Anh chị em ơi, hãy xây dựng đời sống của mình bằng cách đó mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời của mình. Amen. Wow. Đây là chỗ mà tôi muốn anh chị em nhìn thấy trong câu chuyện này. 5 giờ rồi, muốn để làm gì nữa đâu. Tôi nói thiệt với anh chị em luôn, nếu tôi là người chủ này, 6 giờ là giờ kết thúc công việc, thì 5 giờ không mướn để làm gì nữa cho tốn tiền cả. Nhưng mà vì cỡ lòng tin cậy, vì cỡ sự cần, vì cỡ cái tấm lòng, vì cỡ cái thái độ của người này, mà người chủ mới nói là vô làm đi. Có thể hôm nay anh chị em 80 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi rồi, có thể ông bà anh chị em trình độ kiến thức, sức khỏe có giới hạn. Có thể ông bà anh chị em tình hình tài chánh cũng có giới hạn. Nhiều cái nhìn ra thì anh chị em cảm thấy rằng là chắc Chúa không thể tuyển mình để làm được bất cứ việc gì. Trong hội thánh thì hát còn sai nốt, nhạc đồ người ta hát đồ rê mi thì mình hát rê mi đồ, thế lộn xộn. Đọc kinh thánh thì vấp lên vấp xuống, không ạ. Cầu nguyện thì chỉ biết cầu nguyện ăn cơm thôi, ví dụ thế. Và chúng ta nghiệm lại lít ra thì mình không có một cái tiềm năng gì để được Chúa sử dụng. Nhưng chị em, nếu chúng ta bỏ thời giờ nhá, tôi nói chỗ này rất quan trọng nè. Nếu chúng ta bỏ thời giờ để đầu tư cho mình có những kỹ năng mà anh em nghĩ rằng Chúa sẽ tuyển dụng mình, thì muộn mất rồi. Có thể mất 80 năm nữa chưa chắc có. Có thể mất 30 năm nữa anh chị em mới thành thạo computer, mới có thể hát đúng nhạc. Có thể mất 10 năm nữa anh chị em mới bắt đầu đọc kinh thánh xuyên suốt được. Mất thời gian lắm. Nhưng nói nè, tôi chỉ cho anh em cách. Anh chị em học cách yêu Chúa. Anh chị em học cách tha thiết yêu Ngài. Mỗi ngày yêu Ngài. Có thể mất 1 tháng thôi. Và Chúa nói: Wow, sao cái đứa trai tôi trai tớ gái này của ta, con trai con gái này của ta nó tuyệt vời quá. Thôi ta sai thiên sứ của ta xuống, thả một bình ân tứ xuống cho nó, để nó đầy ơn, nó phục vụ ta. Amen chứ. Đó là ơn. Wow, đó là ơn. Cho nên tôi nghiệm lại cuộc đời của mình, tôi không có cái kỹ năng gì đó. Không có một kỹ năng gì. Đứng trước đám đông thì run sợ, không biết nói một cái gì, không biết làm một cái gì. Nhưng khi thần của Đức Chúa Trời thăm viếng thì lại đầy ơn của Chúa. Wow. Chúng ta hầu việc Chúa không phải bằng khả năng của mình, mà là bằng ơn của Đức Thánh Linh ở trên chúng ta. Amen. Và ơn đó được ban cho khi chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Chúa Giêsu. Đây là chỗ mà tôi thấy rằng cần chia sẻ với anh chị em. Dạ. Cho nên tôi nhắc lại cái điều hồi nãy. Chúa Giêsu muốn tuyển dụng anh chị em phụ thuộc vào tấm lòng của anh chị em với Ngài. Anh chị em có cần Ngài không? Anh chị em có thực sự yêu Ngài bằng tất cả linh hồn, ý chí, sức lực, trí khôn không? Chúa có phải là số 1 trong trái tim anh chị em không? Ngài có phải là trung tâm trong cuộc đời của anh chị em không?
nếu mọi câu đó anh trả lời anh chị em đều có thành thật đi nhiệt huyết thì Việt Nam sắp phấn hưng rồi, sắp rồi, gió đã bắt đầu thổi rồi, một cụm mây bằng lòng bàn tay từ biển Đông đã chuyển vô rồi, amen chứ, vô rồi. Việt Nam chắc chắn phải được phấn hưng, Việt Nam phải được cứu bởi huyết của Chúa Giêsu, Việt Nam phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mọi con quỷ ở Việt Nam phải sang châu Phi mà sống, amen. Mà sang đó gặp TB Joshua không biết đi đâu. Khổ thiệt. Ma quỷ nhiều khi nó cũng thấy, nó cũng bối rối, ở đâu cũng bị xua đuổi hết trơn. Này là phải xuống hồ lửa mới có chỗ mà ở, không à? Cho nên tôi rất thích câu của ông Richard Bonnke: chúng ta hãy cậy ơn của Chúa, hãy khiến cho hỏa ngục trống rỗng mà thiên đàng thì đầy người, amen chứ. Wow, Satan sẽ ngồi cô đơn giữa hỏa ngục, amen. Tôi rất thích cái cảm giác đó của nó. Ngồi cô đơn khóc đây con, khóc đây, không à? Cho nên nếu tôi và bạn em là người được trang bị bởi quyền phép Thánh Linh thì chắc chắn sự phấn hưng không xa đâu. Tôi tin xác quyết trong lòng rằng sức con người không thể nào có thể tạo ra sự ảnh hưởng thuộc linh trên cả một quốc gia, nhưng bởi gió của Đức Thánh Linh thì cả một quốc gia sẽ đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Giống như lời của Chúa nói, đến một ngày người dân sẽ không khát vì nước, không đói vì bánh, nhưng khát và đói vì biết nghe lời của Đức Chúa Trời. Amen. Họ sẽ tìm đến hội thánh và họ nói với anh em rằng: hãy giảng lời Chúa cho tôi nghe vì tôi cần lời Đức Chúa Trời. Amen. Wow, hội thánh phải mở rộng ra tứ phía. Chắc cái đám ruộng này mai mốt là thành hội thánh luôn. Chắc thành hội thánh mở rộng ra, không ạ? Wow, tôi thấy như thế. Cho nên tôi cảm nhận là khi thần Đức Chúa Trời vận hành, nó có một cái sự thu hút y như bông hoa thu hút con ong vậy đó, thu hút đấy. Và người ta đến và người ta gặp gỡ Đức Chúa Trời, người ta được nuôi dưỡng bởi Đức Chúa Trời, người ta được chữa lành bởi Đức Chúa Trời, người ta được phục hồi bởi Đức Chúa Trời, và người ta đi ra nhảy múa ca mừng. Đó là phấn hưng thường bạn chị. Anh chị em có muốn được tham gia vào điều đó không? Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và bây giờ đó, tôi nói cho anh chị em một điều cực kỳ quan trọng, cũng rất quan trọng không kém điều tôi nói vừa trước đó. Bất kể một người làm việc nào, bất kể một người làm việc nào, cũng phải có cái bản mô tả công việc của người chủ của mình. Đây là chỗ rất là quan trọng. Khi mà tôi đi làm việc, không ạ? Thì ông giám đốc cũng phải kêu tôi lên và ông đưa cho tôi một list công việc. À, em phải làm cái này, sáng phải làm cái này, trưa phải làm cái này, chiều phải báo cáo cho anh điều này, điều kia. Nếu anh chị em vào một công sở làm việc mà giám đốc không đưa anh chị em một cái bản mô tả công việc thì anh chị em chưa phải là người làm việc trong công ty đó. Anh chị em đâu có biết cái gì đâu, phải không ạ? Cho nên tôi hỏi tất cả anh chị em đang ngồi ở đây là những người có thể chưa làm việc hoặc là đã nói rằng mình làm việc trong vương quốc của Chúa, thì tôi hỏi rằng thế cái bản mô tả công việc của ông bà anh chị em là gì? Bối rối chưa? Nhiều người bối rối không ạ? Nghiệm lại một hồi, ô, tôi làm việc không tên một sư ạ. Tôi làm việc không tên, nghĩa là tôi cứ làm thợ đụng, tức là đụng đâu làm đó. Không được, không phải chúng ta trong vương quốc Chúa không thể nào là thợ đụng được. Chúng ta phải có một bản danh sách mô tả công việc một cách rõ ràng. Vương quốc của Chúa cần điều gì? Chúng ta phải biết. Không thể nào vào cái công ty gọi là computer mà đi lại chơi vé số được, khác, không ạ? Không thể được, nó ngược. Cho nên cái ông làm vườn này, ông mướn những người này vô là để làm vườn nho, chứ không phải mướn vô để cuốc đất, khác nhau. Cho nên đôi khi chúng ta mướn vào làm vườn nho mà lại vác máy cày vô cày thì thôi xong hết, tất cả mọi thứ tróc gốc hết, toàn bộ xong xuôi luôn. Và đôi khi chúng ta không có cái danh sách đó, không hiểu được cái công việc của thiên đàng,
thì đôi khi anh chị em, chúng ta không làm lợi mà chúng ta làm hại cho vương quốc của Chúa. Cho nên câu hỏi tôi hỏi lại là, thế bản môn công việc của anh chị em là gì? Có không? Dạ. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh chị em bản mô tả công việc. Thiên đàng có, Chúa Giêsu có, nhưng có điều đôi khi chúng ta không để ý thôi. Cho nên mình bước vào vườn nho của Chúa ha. Rồi chúng ta hãy cùng nhau xem ha. Tôi nói cho anh chị em điều này để chúng ta định hình lại cái điều mà Chúa muốn. Trong Ma-thơ chương 10 câu 7 câu 8 Ma-thơ chương 10 câu 7 câu 8 chép như thế này anh chị em: khi đi đường hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ. Các người đã được ban không thì hãy cho không. Dạ, anh em định hình được công việc của mình chưa? Anh em định hình Chúa gọi anh chị em làm điều gì chưa? Anh em định hình rằng mỗi một người tin ở đây đều có một bản mô tả công việc như thế này chưa? Đó. Tất cả những ai tin, anh em đọc đi sẽ thấy. Tôi nói là tất cả những người tin. Mát chương 16 chép rất rõ rằng những ai tin sẽ được các dấu lạ này. Chúa ông nói, ông mục sư, ông truyền đạo, ông giáo sư, ông sứ đồ, Chúa ông nói tất cả những ai tin sẽ được các dấu lạ này. Lấy danh ta mà trừ quỷ, bắt rắn trong tay, uống giống chi độc chẳng hại gì. Đặt tay lên người bệnh thì người bệnh được lành, dùng tiếng mới mà nói. Có phải anh chị em? Cho nên ở đây tôi có thể nói rất rõ, anh chị em có thể thấy, khi chúng ta bước vào công trường của Chúa, công trường thuộc linh của Chúa, chúng ta sẽ có một số công việc để mình làm. Cụ thể luôn. Thứ nhất, rao giảng nước trời. Đó là đứng đầu danh sách. Chúa không sai chúng ta chỉ đi chữa bệnh đủ quỷ. Không. Chữa bệnh đủ quỷ mà không rao giảng nước trời thì nó giống y như là vớt một người bị chết đuối y ở dưới ao lên rồi thả nó nằm trên bờ, nói xong rồi, à, ta cứu mày rồi. Xong thằng khác đi sang đá cái bịch gì rớt xuống ao lại cả lần nữa. Phải không ạ? Không phải vậy. Chúng ta phải rao giảng nước trời để đem họ từ thế giới tối tăm vào thế giới sáng láng của Chúa Giêsu. Vớt họ dưới ao và đưa họ vô bệnh viện, chữa lành, đưa họ về nhà, phục hồi họ, cho họ ăn, họ uống, và rồi biến họ thành một con người hữu ích cho nước trời. Chúa không sai chúng ta đi chữa lành đủ quỷ không không. Cho nên đừng bao giờ quá khích đến nỗi là đi tìm quỷ để đuổi nha anh chị em. Không phải đó. Tôi thấy có một số anh chị em rất là máu đủ quỷ, cho nên nghe đâu mà bị quỷ ám là tìm đến đuổi. Mua vé máy bay đến đuổi. Tốn bao nhiêu tiền cũng được, cứ phải đi đuổi. Mà không biết đuổi rồi thì có ích lợi gì không? Đuổi rồi vừa mới ra khỏi cửa thì bảy con khác đã nhập vô. Quỷ nó rất là sướng những cái khoản đó. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em, mục đích tối hậu của chúng ta là gì? Rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu. Và rồi trong khi chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa Giêsu, Chúa sẽ làm cùng với chúng ta và lấy dấu kỳ phép lạ kèm theo cho vững lời của Ngài. Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ giải cứu, khiến kẻ chết sống lại, người phun được sạch, người què được bước đi, người mù được thấy. Và người ta đã vỗ tay cho Chúa Giêsu, chứ không phải vỗ tay cho cái người giảng. Đúng không? Phải vỗ tay cho người giảng. Bởi vì anh giảng về Chúa Giêsu cơ mà. Anh nói, tôi nói với các bạn là hôm nay Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho bạn. Và lập tức người ta lành, người ta vỗ tay cho ai? Cho Chúa Giêsu. Đôi khi là mình cứ giảng về mình không, tôi người chữa bệnh này, thế tôi hỏng rồi. Tôi thấy cái đó là xong rồi. Phải không anh chị? Cho nên mình phải biết trọng tâm công việc, mục đích chính của công việc. Cho nên tôi nói trong hội thánh nhà muôn dân á, anh chị em nhìn trên live stream, trên các Facebook, các kênh, anh chị em thấy á, từ giờ đầu đến giờ cuối của hội thánh á, không có nói cái gì khác nói lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy không ạ? Không có nói cái gì khác hết á. Không có đem kinh tế, chính trị, thời sự, rồi ông nọ đánh ông kia vô đấy nói, mà nói lung tung mất thời gian. Vì những lời đó nó không chữa lành người nghe. Những lời đó không giải cứu người nghe. Những lời đó không khiến cho người nghe được sống lại. Nhưng tôi nói anh chị em hãy trung tín giảng lời Đức Chúa Trời, vì lời đó khiến anh chị em được lành và Chúa Giêsu được vinh hiển. Đó
là cái bản mô tả công việc của chúng ta, phải không? Và còn một điểm rất là quan trọng, dĩ nhiên chữa lành, người chết sống lại, người phun được sạch, trừ quỷ thì anh chị em quá là quen rồi. Nhưng có một điểm cuối cùng tôi muốn nói, đó là thái độ của chúng ta. Các người nhận không thì hãy cho không. Ồ, cái chỗ này là đặc điểm thú vị nhất của tin lành Chúa Giêsu. Không có một tôn giáo, một cái tổ chức hay là một cái gì đó mà người ta cung ứng cho con người một giải pháp tuyệt vời như phúc âm này mà lại miễn phí hết. Không có đâu. Tôi đảm bảo với anh chị em tìm địa chỉ cho tôi chỗ nào là miễn phí. Không. Tất cả những điều trong thế giới này đều là sự trao đổi hết trơn. Satan không bao giờ cho không con người cái gì. Nó cho anh chị em tay phải, nó lấy ở tay trái gấp 10 lần hơn. Và dẫn đến tan gia, bại sản, mất tiền, mất bạc, mất sức khỏe, mất mối quan hệ, mất tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta tìm kiếm giải pháp cho cuộc sống mình ở nơi mà không phải có Chúa Giêsu. Nhưng anh chị em ơi, cái điểm rất tuyệt vời của phúc âm Chúa Giêsu là gì ạ? À? Mọi thứ đều miễn phí. Chữa lành miễn phí, giải cứu miễn phí, chúc phước miễn phí, amen. Tất cả đều miễn phí. Bởi vì sao miễn phí anh chị em? Bởi vì đó không phải là của chúng ta mà là của Chúa Giêsu, amen. Đúng không? Của Chúa Giêsu. Nên tôi nói điều đó để gieo cái thái độ đúng vào tất cả anh em mình. Chúng ta hãy phục vụ Chúa bằng một tấm lòng ân điển như chính Chúa Giêsu. Đầy lòng thương xót, đầy sự hy sinh để cho người ta được phước của Chúa, người ta được tôn vinh Chúa, được vỗ tay Chúa, được ngợi khen Chúa. Đó là bản danh sách mô tả công việc của mình. Thưa anh chị em, buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn nói với anh chị em những điều đó để khích lệ tất cả anh em mình hãy hết lòng nỗ lực dành tất cả phần đời còn lại để đầu tư cho vương quốc thiên đàng với một nhiệm vụ rõ ràng, một thái độ đúng đắn, một khởi đầu, một nền tảng vững bền, đó là xây dựng mối quan hệ với Chúa Giêsu. Tất cả những gì chúng ta làm đó, nó xuất phát từ mối quan hệ riêng tư với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không xây dựng trên nền tảng đó, tôi e rằng mọi sự sẽ sụp đổ. Mọi sự sẽ sụp đổ. Tôi nhớ lại cái kinh nghiệm trong hội thánh nhà muôn dân. Anh chị em biết Chúa sử dụng hội thánh nhà muôn dân là một trong những nhiều hội thánh để cung ứng những điều Chúa muốn cho con cái của Ngài. Nhưng anh chị em biết từ ngày ban đầu đó, khi hội thánh nhà muôn dân chưa phải là muôn dân theo đúng nghĩa đen, thì không ai biết muôn dân là gì, không ai biết hội thánh đó ở đâu, không ai biết là ông quản nhiệm là ông nào, nhân sự có bao nhiêu, họ làm gì, không ai biết, không một tên một tuổi gì cả, thì làm sao mà cung ứng cho muôn dân? Chúng ta làm gì đấy? Chúng ta đổ tiền vào để quảng cáo à? Chúng ta giảng bài giảng xong rồi bỏ mấy triệu bạc để quảng cáo lên để cho người ta thấy à? Không, đó không phải là giải pháp. Anh chị em không đủ tiền để địch lại những cái kênh gọi khác của thế gian đâu. Cái đời này nó ngược lắm anh chị em. Một cái câu nói rất là hay, một cái câu nói rất là đúng, một cái câu nói phải nói tuyệt vời. Chúa Giêsu là chân lý, là đường đi, là sự sống. Anh chị em post lên trên Facebook, giỏi lắm là 100 like thôi, có đúng không ạ? Nhưng mà một cái câu rất là tào lao, một cái câu rất là tục tiểu, một cái câu rất là bậy bạ, post lên một cái mấy trăm nghìn like. Nhìn thấy cái đó nó nghịch lý không? Cho nên ở đời này người ta ưa sự tối tăm, người ta thích những sự tối tăm. Chúng ta không đủ tiền, không đủ nhân lực, không đủ sức người để địch lại những cái thứ thế lực này đâu. Nhưng tôi nói với anh chị em có một cách, có một cách mà Chúa Giêsu bày cho chúng ta. Sự sáng luôn thắng sự tối tăm. Cho dù sự tối tăm nó có mịt mờ cỡ gì đến chăng nữa, bao trùm cả không gian này, một que diêm bật lên thôi nó xua tan sự tối tăm. Và hội thánh nhà muôn dân từ những ngày đầu cứ âm thầm lặng lẽ xây dựng mối quan hệ với Chúa Giêsu, sống một cuộc đời thánh khiết, sống một cuộc đời yêu Chúa,
cuồng cho Chúa, giống như sứ đồ Phao-lô nói, tôi cuồng là vì anh em, tôi cuồng là vì Chúa Giê-xu, hết lòng yêu kính Ngài và trung tín từ việc nhỏ đến việc lớn, xây dựng và làm những điều mà Chúa Giê-xu sai bảo. Anh chị em ơi, dần dần, năm tháng dần dần người ta biết đến, phép lạ xảy ra, một người biết, hai người biết, ba người biết, và nó lan truyền ra cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn nói với anh chị em, bất kể một chức vụ nào được xây dựng trên nền tảng là mối quan hệ cá nhân mật thiết dâm thấm với Chúa Giê-xu, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Còn nếu chúng ta dùng bất kể một thủ thuật nào để xây dựng, càng lên cao gió càng mạnh, ở dưới đất té không sao, leo lên đọt dừa té là gãy chân liền, có phải không ạ? Càng lên nó sẽ rung một phát là mình thua liền, sụp đổ liền. Cho nên tôi khích lệ anh chị em hãy xây dựng chức vụ trên nền tảng đó là mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Và điều thứ hai qua sứ điệp này đó là gì ạ? Chúng ta phải định hình rất rõ nhiệm vụ, trách nhiệm mà chúng ta có trước Chúa. Chúa sai chúng ta làm gì? Mục tiêu chúng ta là gì? Nhiệm vụ chúng ta là gì? Chúng ta phải tập trung vào đó. Dù trời mưa, dù trời nắng, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta tập trung vào đó. Đừng bỏ cuộc, đừng thối lui, đừng bao giờ thay đổi cái nhiệm vụ mà Chúa giao phó. Tôi khích lệ anh chị em điều này, phải không ạ? Để chúng ta có thể kết quả trong Chúa. Dĩ nhiên trong chi thể chúng ta rất là khác nhau, mỗi người làm mọi việc, nhưng mà chúng ta biết Chúa sai chúng ta làm gì. Đó là gì anh chị em? Rao giảng phúc âm của Chúa Giê-xu. Hãy làm chứng cho người khác biết về Chúa Giê-xu, amen. Hãy nói cho người ta để người ta được cứu rỗi linh hồn. Đó là nhiệm vụ chính. Hãy tập trung vào điều này. Đôi khi chúng ta đi một hồi rồi là chúng ta lại không còn rao giảng phúc âm nữa, mà chúng ta giảng cái gì đâu ạ? Đi một hồi rồi là chúng ta giảng về tiền, chúng ta giảng về tiền ảo, không ạ? Rồi đi một hồi nữa là chúng ta giảng về thực phẩm chức năng, chúng ta giảng về bán hàng đa cấp. Tôi thấy có một số anh em, ôi yêu Chúa lắm, nhưng mà vô là chỉ có bán hàng đa cấp thôi. Rồi xong rồi, cuộc đời bắt đầu đi xuống rồi. Cho nên hãy chú ý nha anh em, hãy chú ý. Nhưng để làm được những điều đó, anh chị em ơi, chúng ta cần phải được tự do. Anh chị em có amen với tôi điều này không? Phải được tự do. Một người đang bị xiềng chân xiềng tay không thể nào tự do để sống cuộc đời cho Chúa Giê-xu. Nói như tiên tri TB Joshua nói, anh em phải có một linh tự do để có thể tiếp cận với Đức Thánh Linh. Và ma quỷ đời này nó giăng ra những cái bẫy, nó trói anh chị em bằng đủ thứ bệnh tật, ác mộng, tà thần, ung thư, tài chánh, nợ nần, gia đình cãi vã, con cái hư hỏng, chưa kể những tệ nạn ở ngoài xã hội này. Bây giờ nó chui vào tận phòng ngủ của ông bà anh chị em rồi, và nó làm cho cuộc sống của chúng ta suốt ngày từ sáng đến chiều quanh quẩn để giải quyết những cái đó, như một cái mạng nhện nó bao trên tâm trí của mình. Không còn thời giờ, không còn trí lực, không còn nhiệt huyết đam mê để nghĩ về công việc Đức Chúa Trời nữa. Đó là mục đích của Satan. Tôi thấy nhiều cuộc đời có rất nhiều tiềm năng, nhưng mà quanh quẩn bao nhiêu năm chỉ để giải quyết nan đề, hết nan đề này đến nan đề khác. Tại sao vậy? Tại vì anh chị em chưa được tự do. Chúa Giê-xu nói sao? Thần của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để giảng tin lành cho kẻ nghèo, để thả những kẻ bị cầm ra khỏi ngục, để chữa lành những kẻ mù, để khiến cho những kẻ bị hà hiếp được tự do. Mục đích của Chúa, tự do để phục vụ Ngài, tự do để yêu Ngài, tự do để được có thể đầu tư trong vương quốc của Ngài. Cho nên buổi chiều hôm nay anh chị em đến đây với những chiếc xiềng trong đời sống hồn linh của mình, những chiếc xiềng bệnh tật,
những chiếc xiên rủa xả, những chiếc xiên của sự đau đớn, cãi vã, đổ vỡ hôn nhân, những chiếc xiên của những tội lỗi thầm kín, những cái xiên của những cái điều đau đớn mà anh chị em muốn thoát ra không thoát được. Tôi nói buổi chiều hôm nay Chúa Giê-xu sẽ chặt tất cả các xiên đó cho anh chị. Để vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ có hàng ngàn những con người mới, những nhân công mới làm việc tích cực cho Ngài. Tôi thấy hội thánh của Chúa đánh mất đi tiềm lực của mình, bởi vì có quá nhiều người đang mang xiên của Satan. Đó là cái chỗ mà tôi thấy lòng tôi cảm thấy rất là đau đớn. Hàng tuần hội thánh là muôn dân tiếp không biết bao nhiêu là con người trên khắp mọi miền đất nước này trong vòng 8 năm qua, hàng tuần, chưa kể những buổi trên online, trên Zoom nữa. Thôi rồi luôn. Và thời gian cuối này tôi nói anh chị em, không phải chỉ tối thứ sáu không, mà tôi phải hẹn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cả tuần để bẻ xiềng của Satan cả tuần luôn. Mà tôi nói với Chúa ơi, quỷ ở đâu mà nó nhiều dữ vậy như thế này, đuổi mãi không hết thế này thì làm sao Chúa ơi? Con muốn có nhiều nhân công hơn, nhiều những con người hơn. Và tôi từng khích lệ trong hội thánh nhà muôn dân là các anh chị em ơi, hãy dấy lên. Mỗi người phụ trách giùm cho một ngày, để ngày nào cũng có đủ quỷ chữa bệnh hết. Bất cứ giờ nào con cái vô cũng đủ quỷ chữa bệnh hết. Satan nó có ngủ đâu anh chị em, mình ngủ cho nó có ngủ đâu. 24/7 nó đi rình mò nhà hàng xóm, người ta ngoại tình tà dâm là nó cũng bắt luôn, nó dẫn ra. Và mà nó rình 24/7, nó không bao giờ ngủ nghỉ. Còn con cái Chúa lại ngủ nghỉ. Cho nên tôi thấy cái nhu cầu của hội thánh ngày hôm nay nói riêng và nhu cầu của xã hội chúng ta nói chung, nói thiệt nó gồm tóm trong hai cái từ thôi. Đó là con người khao khát tự do thật trong Chúa Giê-xu, không hơn không kém. Không có cái từ nào có thể đúng hơn cái từ này. Người có tiền thì có năng đề theo kiểu có tiền, người nghèo thì năng đề theo kiểu nghèo, người có học thức thì năng đề theo kiểu học thức, còn người không học thức thì năng đề theo kiểu học thức. Tôi trên Zoom tôi cầu nguyện, tôi tiếp xúc không biết bao nhiêu là những giới khác nhau trong xã hội, ai cũng đầy dẫy những cái điều mà phải nói thật sự là đau buồn. Anh chị em ơi, chỉ có Chúa Giê-xu mới giúp chúng ta thôi. Chúa Giê-xu là niềm hy vọng cho thế giới này. Và buổi chiều hôm nay, anh chị em có tin rằng Chúa Giê-xu là đấng sống năng quyền đang sống ở đây hay không? Anh chị em có tin lời Ngài rằng Ngài đến thế gian để hủy phá công việc của ma quỷ không? Hôm nay mọi xiềng trên đời sống anh chị em phải rớt xuống, amen. Wow, anh chị em sẽ thấy Chúa sẽ được vỗ tay, mọi xiềng phải rớt xuống. Giống như con người đeo tảng đá nặng trên đầu, hôm nay rớt xuống cái là đem nhảy múa hallelujah liền. Không á, nhảy múa liền, wow, tôi tuyệt vời, lên làm chứng liền. Còn bình thường ở đi vậy, suốt ngày phải cúi đầu, đau khổ, nhăn nhó. Không, Chúa không kêu gọi chúng ta sống một cuộc đời cúi đầu, nhăn nhó. Chúa kêu gọi chúng ta sống cuộc đời bình an và vui mừng trong vương quốc của Ngài. Và chỉ những người bình an vui mừng mới có thể lao động hiệu quả trong vương quốc của Ngài. Amen chứ. Tôi thì rất là tán thành cái điều này. Còn có một số người thì nói rằng kệ, tôi trung tín làm việc cho đến chết, kệ bệnh tật đau yếu gì kệ, đó là thập tự giá tôi phải vác. Không, tôi nói với anh em, Chúa Giê-xu đã vác thập tự giá, nhưng mà Ngài không phải vác thập tự giá của bệnh tật đau đớn ma quỷ đâu. Tất cả những sự đó là sự lừa dối của giáo lý, ru ngủ của giáo lý. Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa Giê-xu hay Đức Chúa Trời đem bệnh tật đau yếu ma quỷ nào đó để thử thách chúng ta, để rèn giũa chúng ta, để thế này, để thế nọ. Không, bỏ cái tư tưởng đó đi anh chị em. Tôi chỉ nói một điều rằng Chúa Giê-xu muốn chữa lành cho mọi con cái của Ngài. Chúa Giê-xu muốn đuổi quỷ cho mọi con cái của Ngài. Chúa Giê-xu muốn mọi con cái của Ngài thịnh vượng và tự do, không loại trừ một người nào. Đây là điều mà chúng ta cần phải xác quyết.
đừng bị ru ngủ bởi những giáo lý từ Satan, những triết lý từ địa ngục, không thay đổi được đời sống chúng ta đâu. Hãy tin. Tôi nói anh chị em hãy tin. Kẻ nào tin thì mọi sự đều được. Mọi sự đều được. Anh chị em có xem một cái clip gần đây của Hội Thánh Nhà Muôn Dân không? Cái clip mà một cái cô bị ung thư 6 năm trời đó. Wow, cô bị ung thư ngực. Sau này cô mới nói tôi mới biết cô bị 6 năm trời. Và cái khối u nó đi đến cái chỗ là nó chuyển biến đến mức độ mà bệnh viện không còn có thể chữa trị. Và mỗi lần cô phải băng cái ngực của cô cứng ngắc như thế này. Rồi vài ngày là cô phải tháo ra. Rồi nước vàng, nước ô uế máu nó chảy ra. Đau đớn đến mức độ là ông chồng mỗi lần như thế ông phải nhắm mắt lại, ông không dám nhìn. Đau đớn. 6 năm. Tìm mọi giải pháp. Và cô nói tôi rất là trung tín với Chúa. Tôi cầu nguyện ngày đêm. Tôi yêu Chúa. Tôi rất là tha thiết với Chúa. Nhưng mà anh chị em ơi, một người mà mang khối u ung thư di căn 6 năm trong người, dù có yêu Chúa, dù có tha thiết, cũng rất ít có thể làm được điều gì cho vương quốc của Ngài. Anh chị em có amen điều đó không? Giới hạn chúng ta. Bệnh tật nó giới hạn chúng ta. Ma quỷ nó giới hạn chúng ta. Nghèo đói nó giới hạn chúng ta. Nó khiến cho chúng ta không kết quả được nhiều cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải loại bỏ nó. Và cô ấy đến với Hội Thánh Nhà Muôn Dân, bước lên hàng cầu nguyện. Khi tôi bước đến cô ấy, tôi nói trong danh Chúa Giêsu, ta lên ung thư, ta bảo mày ra khỏi người phụ nữ này. Thì anh chị em biết nó nói gì không? Anh chị em có bao giờ nghe ung thư nó nói chưa? Ung thư nó nói rằng tao không ra. Ung thư nó nói rằng tao không ra. Thì tôi mới hỏi tại sao mày không ra? Thì ung thư nó nói rằng tại nó thờ cúng tao. Thì hỏi ra biết, trước kia thì thôi rồi luôn. Cái gì cũng đội lên đầu hết. Cái gì cũng khấn cũng hứa hết. Cái gì cũng nhảy múa hết. Cái gì cũng rước nó vô hết. Thì bây giờ nó nói nó không ra. Nhưng cảm ơn Chúa. Cái việc nó nói nó không ra là việc của nó. Nhưng Chúa Giêsu bảo nó ra là nó phải ra. Wow. Và cuối cùng cô ấy ngã một cái rớt xuống đứng dậy. Một tuần sau ngực của cô trắng như cô gái 18 tuổi. Wow. Vỗ tay cho Chúa Giêsu ạ. Wow. Và tôi đứng tôi nghe cô làm chứng mà tôi nói lông của tôi nó dựng đứng lên. Tôi nói wow, Chúa Giêsu ơi, cái này là chỉ có Ngài làm được chứ ai làm được. Phép lạ này mà nói ngẫu nhiên, rồi nói giả danh, rồi nói là dựng màn kịch nữa. Thì thôi tôi nói cái người đó chắc cái thần kinh nó mới ở Biên Hòa nó về. Anh chị em thấy không? Chúa Giêsu đấng sống năng quyền. Amen. Rất diệu kỳ. Cho nên tôi muốn khích lệ anh chị em, những gì loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được hết. Wow, hallelujah. Chúa đang sống. Và chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng. Amen chị em. Chúa đang sống để cho anh chị em một hy vọng sống, cho anh em một sự chữa lành, sự tự do trong buổi chiều ngày hôm nay. Amen. Tôi nói với anh chị em rằng mọi con quỷ ngày hôm nay, muốn hay không muốn, nó phải xuống nơi vực sâu mà ở hết. Nó không có quyền để nói một lời nào là tao không ra. Không có quyền đó. Không có quyền. Có thằng ăn trộm nào vô nhà anh chị em mà anh chị em nói mày đi ra, nó bảo tao không ra không? Phi lý thế. Nhà tao mà mày nói không ra là sao? Tao phát gậy tao đập cho một phát chết liền chứ. Phải không anh chị? Thì ma quỷ cũng giống vậy. Anh chị em phải lấy danh Giêsu để trục xuất nó. Amen. Bắt buộc nó phải ra. Cho nên tôi thấy nhiều tôi tới Chúa có đủ quỷ non kinh nghiệm, năn nỉ con quỷ nó đi chứ. Không, mày đi giùm mày chứ, tao mệt quá rồi. Sao mà phải năn nỉ? Đủ quỷ như đuổi chó vậy đó anh chị em. Mình phải ra lệnh cho nó đi chứ không phải năn nỉ cho nó đi. Có một lần tôi nhớ có một mục sư kia, ông đủ quỷ, ông kể lại mà tôi kể cho anh chị em nghe. Ông đủ quỷ xong rồi con quỷ nó nói: được, mày muốn ta ra đúng không? Đi mua cho ta một gói kẹo lạc với bịch bánh bích quy về ta ăn rồi ta đi. Thế ông mục sư nói thôi, đuổi mãi nó không đi, thôi kệ, mình chịu khó đi mua bánh bích quy cho nó ăn vậy.
Rồi cũng lúc Cúc đi ra mua kẹo lạc bánh quay về ăn đã rồi nó cười kha 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 nói mày lừa tao lừa rồi. Tao thấy anh chị em thấy mình phải biết thẩm quyền của mình anh chị em à. Amen. Chúng ta là người có thẩm quyền. Anh chị em là người có thẩm quyền. Buổi chiều hôm nay anh chị em phải truyền lệnh cho tất cả con quỷ nào có mặt trên đời sống anh chị em phải rời đi. Và tôi nói rằng nó phải đi trong danh Chúa Giêsu. Anh chị em thấy mình nóng lên chưa? Đầy đức tin chưa? Ai có đức tin mọi sự đều được. Tôi rất thích gieo đức tin vào lòng anh chị em. Và đến với hội thánh, sau khi nghe bài giảng xong, nó phải nóng lên 200 độ C. Mọi con ruồi lởn vởn vô là cháy thành than liền. Amen. Người ta nói ruồi mũi nhặn gì mà bu đi cuộc sống hết là không được rồi. Đấy. Ai? Chưa. Chưa đuổi đâu. Tôi nói anh chị em, tất cả quyền lực tối tăm, bây giờ tôi nói anh chị em đừng để ý đến nó. Mình để ý là mình thua rồi. Để cho cô ấy được tự do. Bây giờ chúng ta hãy nghe nè. Bây giờ sắp sửa đây, tôi và anh chị em hiệp sức với nhau, trục xuất tất cả quyền lực tối tăm đi. Amen. Hallelujah. Wow. Rồi. Từ từ đã. Để tôi uống chút nước ra. Anh em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Wow, bắt đầu nha. Chúng ta là người có thẩm quyền. Mọi bệnh tật đau yếu, mọi quyền lực tối tăm, tất cả những quyền lực đó phải bị trục xuất buổi chiều ngày hôm nay. Và anh chị em phải được tự do. Hallelujah, lạy Chúa. Hallelujah, lạy Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.